Rồi hello, xin chào cả nhà quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt ở tập tiếp theo nha cả nhà. Và bây giờ mình đã chạy tới Ninh Thuận, Thuận Nam Ninh Thuận nha cả nhà. Và cũng trên tuyến đường đi, và ở đây là quốc lộ luôn, nên ghé vào nhà thăm quan một cái hồ cá coi của anh khách hàng của bên mình. Trên chuyến đi thì mình sẽ có nhiều hồ và cũng có nhiều cảnh quan hoặc là cá. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông ở ba nền tảng YouTube, Facebook và TikTok Cá Coi Trần Đức Cường để ủng hộ mình và để nhận được thông báo khi mình ra video mới, tập mới nha cả nhà. Thì mong mọi người ủng hộ mình để cái chuyến hành trình này của mình được xuyên suốt và kéo dài hết tập này qua tập tác, và được nhiều vấn được quay được nhiều cái hồ coi hơn cho cả nhà cùng tham khảo ha. Rồi mời cả nhà theo chân mình đi vô nhà anh đó ha. Rồi cả nhà, bây giờ nó hơi nắng trên đỉnh đầu. Rồi ở đây là một cái khu nhà nghỉ và cà phê và cả nhà ở luôn của khách hàng. Và đây là khu vực hồ cá này cả nhà. Khu vực hồ cá có tượng Phật Quan Âm và hồ cá coi đây, và có một cái nhà mát ở bên này, có một cái nhà mát bên này, một cái cầu cầu theo kiểu Nhật cả nhà ha. Đây là một cái thác, thác này thì bằng đá xếp lên bình thường thôi ha, không có phải là đá ấy, chứ có thể là ở ngoài này người ta dùng đá này. Và đây là một hồ cá coi, mình thấy cũng khá là thấp ha. Nước khá là cạn. Đây là cá này cả nhà. Ồ, quá trời cá luôn cả nhà ơi. Theo mình thấy thì hồ này là hồ cá coi Việt nha cả nhà. Hồ cũng có một cái hình hài, nó cũng tương đối rất là hài hòa so với kết hợp chung với cái cầu chữ nhật này ha. Đây, để mình đi vô cái nhà mát thử ha, cho nó mát. Và cái lọc hình như nằm đây ha. Đúng rồi, cái lọc chắc nằm đây. Đây là cái nhà mát nghỉ mát nè. Ồ, ở bên kia là cối xay gió quá trời luôn cả nhà. Ở đây quá trời cối xay gió luôn. Ở đây là Thuận Nam, Ninh Thuận nha, tỉnh Ninh Thuận nha cả nhà. Đây vô, mình vô nhà mát rồi. Anh thiết kế một cái bộ lọc nằm gần gần hồ, và nó nằm ở trong cái nhà mát luôn cả nhà ha. Ở cái hồ này thì mình anh không có nhà, và mình có hỏi sơ qua ảnh thì hồ này có thể tích là 15 khối nha, hồ có thể tích 15 khối và lọc thì có thể tích là 5 khối. Hệ thống ống anh đi là bao gồm hai ống hút đáy. Bao nhiêu trọng ha? Hai ống hút đáy 90, hai ống hút mặt 60 và một ống hút lửng 60, là tổng cộng 5 ống nha cả nhà. Nếu mà dưới cái hệ hồ 15 khối này làm 5 ống là rất là ok và rất là hợp lý luôn ha. Cả nhà cứ tham khảo theo mình là ok. Rồi 5 ống này sẽ về ô lắng số 1. Ô lắng số 1 hình như ở ngoài kia là người trọng ơi. Ô lắng số 1 hình như ở ngoài nè. Ô lắng số 1 là ở ngoài, rồi mới tới oxy mắt nè. Oxy mắt này là anh có bỏ chổi nữa cả nhà. Qua wow, cái bộ lọc dở lên kiếm quá trời luôn cả nhà. Phải không? Đúng rồi, tại vì nó có đường dây điện đi qua bên đó nữa, là cái ô lắng nó sẽ qua bên này. Vậy là cái hồ này ảnh chia chắc cũng nhiều ô ha. Là được không? Đúng rồi cả nhà. Bên đó là ô lắng số 1 là chứa chổi cả nhà. Nè. Chứa chổi nè, chứa đèn UV nè cả nhà. Đúng rồi, đèn UV anh để ngay góc kia cả nhà thấy không? Đó, đèn UV anh để ngay đó, rồi chổi rồi bắt đầu qua oxy mắt. Coi thử nhìn được thấy ống thông ngang không chồng? Có mấy ống? Như là 3 ống. Ba ống 114 ống thông ngang đó nha. Đó, rồi đại lại chứ kiến nó lên nhiều quá. Ô số 1 là chỗ 3 ống thông ngang, qua ô số 2 là xi mắt.
rồi qua ô số 4, qua ô số 3 là kênh Nét cả nhà. Ở kênh Nét thì mình cứ lấy cái tấm xi măng mình chặn thôi ha, mình chặn xung quanh thôi, rồi đi qua ô số 4 là máy bơm. Cả nhà ơi, ở đây cả nhà thấy nước mà nó lăn, gió ở đây rất là mạnh luôn, gió mà phù luôn á nha, tại ở đây là đất nó trống á. Ở đây là quốc lộ 1A rồi nha, ở ngoài mặt đường này là quốc lộ 1A luôn, rồi chỗ này nó trống trơn luôn nên gió quá trời gió luôn, có thể nó vô cái mít phù tí, cả nhà thông cảm ha. Rồi mình chỉ quay sơ qua cái hệ lọc rồi bỏ cái này xuống. Còn về máy bơm á thì ảnh không nhớ cả nhà ơi, anh không có nhớ là cái máy bơm là bao nhiêu luôn. Mà để coi mình coi cái tủ điện. Cái tủ điện này nó hư rồi đó nha. Tủ điện này anh có gắn CB, mấy cái thiết bị oxy. Ở trong này là máy oxy. Xài hai bơm phe đi ha nè Tổng ơi. Có hai hộp điều khiển phe đi ha. Đây. Đây hai bơm đây nè, hai phe đi ha này, coi thử bơm gì. Hai bơm luồn luôn. Vậy là anh lấy cái bơm nào, bơm thác? Xài không có hợp. Tại vì thác là có thể xài không có hợp ha. Đây là bơm luồn phải không? Coi mặt sau á. BG25 một cái. Một cái BG25. Một cái BB16.000, vậy là BB16.000 là đi thác đó nha. Một cái BB16.000 là lên một cái thác đó, và BG25 là đi luồn. Thì ống luồn thì mình không có thấy, nhưng mà dưới cái hồ mà cái mức độ cao độ khoảng chừng 60 xe này á, thì cả nhà đi ống luồn chính giữa hồ thôi nha. Có nghĩa là không cần là cách mặt bao nhiêu, cũng không cần cách đáy bao nhiêu cả. Cả nhà cứ cách đáy, cách mặt khoảng chừng 35 cm là đổ xuống, là để tạo ra cái luồng có đẩy đẩy phân, đẩy tảo, đẩy chất thải đi vòng cái hồ, rồi một lát nó sẽ gặp vô cái hút, và bên cạnh đó là kèm theo cái cá nó đánh á, cá nó bơi nó đánh cái vô cái hút mặt hoặc hút đáy vô cả nhà luôn, thì lúc đó sẽ có một cái làn nước rất là trong này ha cả nhà ha. Về chất lượng nước thì mình thấy cũng khá ổn. Nước có thể nhìn xuống, mình có thể nhìn xuống tới đáy được bình thường. Và ở đây thì mình thấy khá là bụi nha cả nhà. Đường gió đồ nó bụi lắm, mình nên cái mặt hồ á, cái mặt ở trên á, không biết là quay vô video thì có thể không thấy, nhưng mà nhìn mắt ở ngoài là cái mặt hồ nó bụi lắm cả nhà. Nó bụi như vậy á thì cái lọc á thì chắc phải chịu khó thường xuyên vệ sinh cả nhà ha. Và cái hệ thống sân vườn ở đây thì mình thấy còn đang làm nữa nha, còn chưa có làm xong, còn đang cải tạo. Đất đồ còn đổ nhiều, chưa có trồng gì hết, cả nhà thấy không? Một cái khoảng vườn rất là trắng, rất là trống luôn ha. Thì sau này khi nào mà cải tạo hết cái khuôn viên nó đẹp hơn thì nhìn nó rất là xanh ha, nó xanh hơn thì mình có cơ hội mình đi ngang á, thì mình lại ghé vô update thêm cho cả nhà ha. Còn về cái phong cách của cái hồ này thì từ ngoài này đi ra ngoài Bắc á, thì sẽ có rất là nhiều cái kiểu hồ làm bằng đá nè, bằng đá cuội nè, đá nhơ, đá hòn, hay là những cái đá suối á. Mình thấy là mình hay gọi là đá suối, còn mỗi người có cách gọi riêng, hoặc là mỗi người có một cái cách xếp đá riêng đó, thì đó là sự lựa chọn của cả nhà ha. Cả nhà mình đi quay như vậy để cho cả nhà tham khảo thôi. Còn sự lựa chọn là của cả nhà ha. Khi mà mình lên một cái hình hồ thì cả nhà cứ vẽ lên một cái tờ giấy, một cái hình hồ, rồi nó kết hợp với một cái hình ô lọc đó, xong rồi cả nhà đi đường ống, vẽ hình đường ống đó. Mà cả nhà muốn bên mình tư vấn cho những cái đường ống đi, để cho nó khỏi bị trục trặc hoặc bị thiếu nước, hoặc là mình rất là nghe nhiều câu hỏi là lỡ mua máy bơm nhỏ rồi, hồi xưa cứ tưởng là cái bơm đó là đủ nhưng mà cuối cùng không đủ đó cả nhà. Thì cái này nè, nếu mà không tìm hiểu kỹ thì sẽ bị phải bỏ luôn cái bơm nhỏ đó, thì nó rất là đáng tiếc nha, rất là phí tiền đó. Nên mình khuyên cả nhà nên liên hệ với bên mình đều sẽ tư vấn miễn phí cho cả nhà ha.
từ hệ thống ống tới hệ thống lọc hay cái gì, nếu mà cần hỏi về thuốc men cám chiếc gì thì đều bên mình đều tư vấn cho cái nhà miễn phí hết. Và cái nhà để mình để ở trên mấy cái số hotline ở dưới link ở phần mô tả là cái nhà có thể đọc ở đó, rồi có thể liên hệ Zalo cho mình vào giờ hành chính ha, hoặc là liên hệ cho fanpage các con Trần Đức Cường nè, bằng bình luận bằng YouTube nè, rồi bằng bình luận TikTok nè, thì mình sẽ coi được. Kênh TikTok của mình đó thì mình mới làm đây nên cái lượng đăng ký rất là ít, nên mình cũng nhờ cả nhà mình ở bên YouTube á hoặc là bên Facebook á vô đăng ký kênh TikTok rồi giúp mình với nha, để cho nó có lâu lâu nó có lên xu hướng rồi thì cho cả nhà mọi người khác cùng xem với ha. Thì kênh TikTok của mình là Cát Coi Trần Đức Cường luôn nha cả nhà. Tổng coi thử coi mình còn ở đây mình có cám không, mình hút một bít cho nó ăn thử ha, mình coi có cám không. Ở đây rất là mát luôn á nhà ơi, mát cực kỳ. Ở bên ở phía trên này là có quán cà phê nè, có nghĩa là cái chỗ này dự án chỗ này chắc còn lớn, chắc còn nhiều, chưa có làm xong đâu cả nhà, nên mình thấy cũng hồ sơ xài chứ không có cá hả. Cái mấy cái bịch này là gì, thuốc không hả? Vậy chắc cám để trong nhà. Ở đây mình thấy cho tầm cỡ phải 50 con cá đó cả nhà, cỡ 50 con cá Việt sai từ 25 cho tới 40 cm đó ha. Thì về cái chuyện cá thì cả nhà cứ cân nhắc tùy theo cái độ châu chuốt và cái độ yêu thích của mình như thế nào so với cái hồ và so với con cá, thì mình cứ đầu tư từ từ ha. Còn mình thì mình rất là thích nên mình cứ đi quay tùm lum, quay đủ thứ kiểu, quay tất cả các hồ từ Nam ra Bắc để mình được gặp gỡ và giao lưu với khách hàng và những cái người nuôi cá để họ nói ra lên những cái kinh nghiệm á, kinh nghiệm nuôi của họ, để có gì mấy anh chia sẻ lại đó, rồi có gì mình quay lên rồi mọi người có lỡ xem được á thì mọi người có thể làm theo nếu mà trúng theo cái trường hợp đó ha cả nhà ha. Bây giờ mình thấy cái hút mặt á là xài cái loại hút mặt cơn, cả nhà thấy hút rất là tốt ha, cả nhà thấy nó nhấp xuống không, nó nhấp xuống là rất là tốt luôn, cái bề mặt hút cũng rất là ok. Tại vì khi mà mình thiết kế ống á, tuy là có gần cái lọc hay không, hoặc là cái ống hút mặt kia có xa cái lọc hay không, nhưng mà chỉ cần mình đi cái ống đúng ống 60 và về đúng cái phía mà đi qua, hai cái ống hút trong lọc này để bằng nhau á, là cái lực hút nó bằng nhau nha cả nhà. Chứ cả nhà để trong cái ô lắng mà để tùm lum một đống ống á, như mấy cái lần mà mình đi quay vật liệu lọc không á, thì nó sẽ có cái thấy được cái ống. Còn bây giờ là khi mà mình đi quay chuyến xuyên Việt á thì mình lại không thấy được những cái ống xa hay đúng, thì mình không có góp ý được. Thì nên cả nhà nhớ coi lại những cái clip mà mình đi giao vật tư hoặc là mình đi thi công á ha cả nhà ha. Rồi cả nhà, video hôm nay tới đây cũng hơi dài rồi cả nhà ha. Mình sẽ ghép một số hình ảnh hoặc là một số khúc nào đó cho cả nhà tham khảo. Cả nhà có thích thì chụp hình màn hình lại, làm đơn giản như vậy, hoặc là cái cầu kiểu vật như vậy, hoặc là để lại ý kiến góp ý cho mình và những cái bạn sau này muốn làm hồ á, cùng đọc được bình luận thì có thể làm theo những cái ý kiến riêng của các bạn, cứ góp ý cho mình bằng cách bình luận với mình nha. Rồi cả nhà xem, ví dụ mà nhớ ủng hộ cho mình thì nhớ xem và cho mình một like, đăng ký và nhấn chuông thông báo để cho mình có nhiều động lực, càng ngày càng nhiều động lực hơn để đi xuyên Việt ha. Và bây giờ là mình đã tới tỉnh Ninh Thuận rồi, thì tỉnh sắp tới thì mình đi tới đâu rồi mình sẽ nói lên cái địa danh ở đó để cho cả nhà biết, mà mình cứ đi dọc dài ra ngoài Bắc ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau, bye bye.